bạn, rất vui khi được gặp lại các bạn trong video Test & Try Sunday tuần này. Và chủ nhật tuần này thì chúng ta sẽ cùng thử một bạn foundation mới đến từ một local brand Việt Nam, đấy chính là Lemonade. Và liệu xem lần này Lemonade có chiếm được lòng tin của Ly không, hay là lại như bạn Cushion đợt vừa rồi nhá. Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng bắt đầu luôn, let's go. Đối với những bạn đam mê mỹ phẩm và cũng như theo dõi các beauty blogger ở Việt Nam thường xuyên thì các bạn cũng biết đến Quách Ánh rồi đúng không? Thì Quách Ánh là một makeup artist cũng như là một beauty blogger ở Việt Nam, và các bạn ý đã ra một cái nhãn hiệu đấy chính là Lemonade. Ly nhớ là năm trước nữa, 2019, Ly đã có một cái video Test & Try Sunday cho bạn Cushion của Lemonade, nhưng mà mỗi tội là bạn đấy thì lại không chiếm được lòng tin của Ly lắm, và Ly hơi tiếc một chút về trong cái sản phẩm đấy. Và lần này thì Lemonade lại ra một cái bạn dual foundation, và Ly rất là hy vọng là bạn này sẽ khá hơn bạn kia sau khi mà được rất là nhiều người review về bạn kia rồi. Và bạn này thì có một cái tên đầy đủ, đấy chính là Lemonade Perfect Couple Dual Foundation. Màu của Ly có là màu A02 Medium Light. Bạn này thì có cả primer lẫn là foundation. Có vẻ như là Lemonade rất là thích làm những cái sản phẩm mà có kiểu 2 trong 1 sản phẩm. Thực ra đấy là một cái rất là hay, một cái chiến thuật rất là hay để mà chúng ta có thể cảm thấy được là cái giá trị đồng tiền mình bỏ ra thì mình được tận 2 sản phẩm chứ không phải chỉ có 1 sản phẩm thôi. Và cũng như là đảm bảo được luôn là chúng ta sẽ luôn luôn có một cái sản phẩm primer nó sẽ gọi là ăn dâu hợp lý nhất với cả sản phẩm foundation, mà không cần phải mua hay là tìm mua hay là kiểu cố gắng tìm hiểu xem là sản phẩm nào sẽ hợp với cái foundation mà mình đang muốn sử dụng. Và với bạn này thì có một điểm mà Ly hơi lưu ý cho mọi người, đấy chính là ở trên mạng thì nó sẽ có 3 màu duy nhất thôi, không có màu cho tông tối mà chỉ có màu cho tông sáng, đấy chính là light, medium light và medium. Bản thân Ly khi mà Ly lên Shopee thì Ly nhìn thấy cái bảng swatch màu thì Ly có thể chọn được khá là dễ là cái màu số 02 này là medium light thì nó sẽ tương tương với cả cái màu số 2 của bạn Cushion. Nhưng mà khi mà Ly xem cái video quảng cáo ấy thì cái sắp xếp của các bạn ý ấy làm cho Ly hơi bị confused, hơi bị lăn tăn một chút về việc là thế thì medium light hay là medium thì cái nào dạng nhẹ hơn. Và Ly nghĩ là cái này thì các bạn sẽ cần phải lưu ý một chút. Và Ly chỉ tiếc là tại sao lại không có một cái tông màu nào đấy đậm đậm hơn, tối hơn cho các bạn có tông da tan hơn như là em trợ lý của Ly, để có thể có một cái bạn sản phẩm foundation mà tại sao lại chỉ có mỗi 3 màu thôi, thì hơi giống với cả kiểu cushion Hàn Quốc một chút. Ở trên web cũng như là lúc mà Ly xem ở Shopee thì nếu mà bọn mình mua sản phẩm này một mình không thôi á thì nó sẽ có giá là 459.000. Nhưng mà Ly thì Ly mua kèm với cả một cái gói deal là mua cả bạn eyeliner, tại Ly cũng muốn thử xem eyeliner của Lemonade như nào. Thì chúng mình sẽ thử bạn eyeliner vào trong video try on nhé. Còn ngày hôm nay chúng ta chỉ thử bạn này thôi. Và đây là bao bì của bạn ấy, Ly thấy bao bì khá là xinh. Màu nude rất là kiểu trendy. Mở ra thì chúng ta sẽ có 2 đầu nắp ấn, một đầu thì là kiểu primer, một đầu thì là foundation. Và với cái bạn primer này thì nó sẽ theo cái dạng là kiểu hơi lỏng lỏng gel gel trong suốt như thế này. Bạn này thì làm cho Ly cảm thấy nhớ đến một cái bạn mà Ly cũng rất là hay dùng, đấy chính là Marc Jacobs primer. Mà tuy nhiên là bạn này thì có vẻ như là nhiều là gel hơn. Khi mà tán ra thì chúng ta không thấy màu luôn, nó tan ngay trên da của mình, nhưng mà nó lại tan theo kiểu dạng gel gel mà kiểu kem dưỡng hơi dính chứ không phải là dạng nước hay như là primer silicone. Thì cái này là một cái để lưu ý cho mọi người nếu như mọi người thích cái primer theo dạng hơi silicone hay là theo dạng hơi kem dưỡng một chút nhá, thì nó đấy là cái sự khác biệt. Còn ở bên cạnh thì chúng ta sẽ có bạn foundation, và bây giờ thì chúng mình sẽ cùng đến với cả phần mà test màu trên da mặt của Ly để xem là liệu bạn số 02 medium light này có phù hợp với da mặt của Ly hay không nhá. Bắt đầu luôn. Kem nền mang đến kết cấu mỏng nhẹ, tệp vào da, tăng hiệu ứng căng mướt, khỏe mạnh, bóng khỏe chứ không gây bóng dầu. Che phủ hoàn hảo, bền đẹp cả ngày. Đẹp ổn định lên đến 18 tiếng cùng độ che phủ hầu hết các mụn đỏ và vết thâm, kiểm soát dầu thừa, bảo vệ da và phù hợp với mọi loại da. Nghe thì cũng có vẻ promising đấy, thế nên là bây giờ chúng mình sẽ cùng thử màu lên tay của Ly luôn. Thì một lưu ý của Ly khi mà mọi người dùng bạn này ấy, thì mọi người nhớ ấn đúng bên nhá, không lại ấn nhầm bên thì hơi khổ một chút. Ok, định lượng của bạn này ở bên foundation chỉ có 15ml thôi, nghĩa là bằng một nửa so với định lượng foundation bình thường. Và bạn primer cũng vậy. Do vậy Linh nghĩ nếu mà 459.000 thì có vẻ hơi đắt.
Tại vì một cái lọ foundation của Maybelline nếu mà 30 ml nó chỉ có hơn 100.000 hoặc là 200.000 thôi, còn bạn này thì lại hơi đắt tại vì nó chỉ có định lượng 15 ml thôi. Do vậy là tùy mọi người cân đong đo đếm sử dụng cho cái nhu cầu của mình nhá. Được cái tiện là nó sẽ có thêm primer. Ok, bây giờ chúng mình sẽ cùng thử màu trước khi chúng ta test bạn này trên da. Thì khi mà lấy sản phẩm ra trên tay ấy, thì Ly thấy là có vẻ như là cũng cũng có vẻ hợp màu đấy, tại vì tay Ly thì nó đậm màu hơn so với da mặt. Bây giờ chúng mình sẽ cùng thử lên trên da mặt này. Bạn thấy sao ạ? Hơi sáng không? Nhưng mà cũng có thể là ổn. Cũng có thể ổn khi mà chúng ta tán da, nhất là nếu mà cái độ che phủ nó là natural thì nó sẽ kiểu bén vào da của mình ấy. À, thay vì là độ che phủ mà kiểu full coverage thì có thể nó sẽ kiểu bị hơi bị sáng cho da của mình. Bây giờ thì Ly sẽ lấy một pump của cái bạn primer ra. Bạn primer này cũng chỉ có 15 ml mà thôi. Thế nên là nếu mà Ly thì Ly thấy là bạn này hơi cao một chút. Primer này có cái mùi nhẹ nhẹ. Đây, khi mà tán ra thì cái bạn primer nó cũng tan vào da của mình luôn này. Mà nó đúng là hơi giống với cả cái bạn Magicoat mà Ly hay dùng, một chấu trắng trắng ấy, cái dạng coconut water ấy. Đó. Và cái mùi thì Ly không khoái cái mùi này lắm, cái mùi này nó hơi kiểu perfumey, nó hơi kiểu nước hoa một chút. Ok, thì nhìn chung sau khi mà tán lên trên da thì Ly thấy là nó cũng không hẳn là nó kiểu che phủ những cái phần lỗ chân lông to của mình đâu. Nó chỉ gọi là làm mịn, làm mướt cái lớp da của mình thôi, chứ còn lỗ chân lông của Ly thì vẫn vẫn thế. Có thể nó chỉ là cái bước dưỡng thôi, nó cũng không tác động vào quá nhiều. Rồi, nhưng mà hy vọng là bạn ý thì kết hợp với các bạn foundation thì nó sẽ ra một cái cặp đôi hoàn hảo như là cái tên gọi của nó. Ok, bây giờ chúng mình sẽ lấy một pump sản phẩm nhá. Một pump lấy cũng được, khá khá cũng ok. Cái pump này ấn khá là dễ. Sau khi mà chúng ta ấn sản phẩm ra xong ấy thì mọi người có thể nhìn thấy là trong cái phần này nó cũng khá là sạch sẽ, thế nên là Linh nghĩ là cái độ pump nó ra rất là vừa phải. Ok, bây giờ thì chúng mình sẽ cùng tán lên trên da luôn. Và như thường lệ với foundation, Ly sẽ dùng một bên với cả mút, và một bên thì Ly sẽ dùng với cả chổi. Và Linh nghĩ là ngày hôm nay thì hai bên mặt của Ly nó cũng na ná giống nhau, nó không bị bên nào nhiều khuyết điểm hơn. Do vậy chúng ta cứ như theo bình thường là bên này chúng mình sẽ là chổi, còn bên này thì chúng mình sẽ là bằng bông mút ập nhá. Ok, rồi đầu tiên thì chúng mình sẽ dùng với chổi này. Chúng mình sẽ dùng với chổi, và chổi ngày hôm nay thì Ly đã quay lại với các bạn Zoeva 104 tại vì bạn Fenty của Ly kia cần đi giặt. Thì chúng mình sẽ dùng bạn này và hy vọng là cái lớp nền này nó sẽ match với cái da của Ly, tại vì hiện tại Ly đang thấy nó hơi sáng hơn da mình một chút. Tán ra khá là dễ, khá là nhanh. Màu đúng là có hơi nhỉnh hơn so với da của Ly không? Mọi người thấy là nó có nhỉnh hơn so với da của Ly một chút. Thế là xong một bên với lớp khá là mỏng. Thì Ly nhìn chung ạ thì Ly thấy vẫn có vạch phấn này, vẫn có vạch chổi ở trên da, nó chưa hẳn là kiểu blend hẳn vào trong cái da của mình nhưng mà nhìn trông cũng khá ổn. Ở cái phần lỗ chân lông ở mũi thì chưa che được hoàn toàn 100%. Phần trán ok, nói chung là màu khá là đều, và Ly vẫn nhìn thấy, nếu mà nhìn cận cảnh vẫn nhìn thấy hơi một chút những cái kiểu khuyết điểm của trên da của mình, nhưng mà trông khá tự nhiên, ok đấy. Và bây giờ thì mọi người có thể nhìn thấy sự khác biệt giữa hai bên. Một bên là chưa dánh gì, một bên là đã đánh foundation với các chổi của Ly. Ok, chúng mình sẽ dùng với bông mút Beauty Blender, tại vì Ly thấy là trong quảng cáo thì ảnh với các bạn thì đều dùng với bông mút, thế nên là Ly nghĩ là maybe có thể bông mút nó sẽ đẹp hơn là với chổi foundation. Tán bằng bông mút khá là nhanh nhưng mà Ly thấy là cái hiệu ứng lên trên da mặt mình vẫn thế đúng không? Vẫn hai bên khá là giống nhau. Bên này thì tán dễ hơn này, không bị vạch phấn đấy. Không, nhìn gần đấy thì vẫn thấy là với chổi thì nó sẽ nhiều che phủ hơn đấy. Ok, Ly vẫn còn thêm một chút xíu nữa ở trên tay, thế nên là Ly nghĩ là Ly sẽ dùng với cả chổi phía bên này để tỉa thêm một số những cái phần mà Ly cần tỉa. Mà Ly chỉ sợ là càng đánh sẽ càng sáng tại vì nó hơi sáng thật. Màu này Ly nghĩ là nó hơi sáng nhẹ thôi, kiểu nửa tông so với da mặt của Ly chứ không bị quá sáng. Ok, bây giờ mình sẽ lấy thêm nốt cái phần bên này cho cái phần bông mút nhá.
sau khi đã tán xong hết thì Ly thấy là toàn bộ những cái phần ở trên da mặt của Ly khuyết điểm thì nó che được che ok được khoảng kiểu light đến medium coverage chứ không hẳn là full coverage. Và tuy nhiên có một chỗ mà Ly thấy là chưa che được, đấy chính là cái cằm của mình. Cái cằm của mình nó cũng sẽ đỏ 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 như này, thế nên là các bạn chưa che được lắm. Còn về phần mũi thì xem nào, nha trông vẫn nhìn gần ấy, nhìn cận cảnh thì trông cái làn da của mình vẫn giống là mình đang đánh foundation chứ không phải là mình không đánh. Nhìn khá là rõ những cái phần về phần cũng như là những cái phần cạn phần nó còn lại ở trên da, nhưng mà chắc là một lúc nữa khi mà nó quyện với cả cái dầu tự nhiên trên da của mình thì có thể nó sẽ trông tự nhiên hơn. Thì hiện tại bây giờ Ly thấy là bạn này ổn, chưa có gì để quá kiểu gọi là chê trách cả, độ che phủ tự nhiên. Và Ly thấy là với cái finish này thì nó cũng không hẳn là kiểu finish glowy đâu, không hẳn là kiểu bóng sáng khỏe tự nhiên như là ở trên website nói, mà nó sẽ là kiểu dạng satin ấy, nghĩa là kiểu vẫn là foundation hơn chứ không hẳn như là kiểu bạn trên chất moisturizer hôm trước. Còn với độ che phủ thì đấy, Ly cũng nói luôn là nó là dạng light đến medium. Bạn nào mà có nhiêu mụn hơn thì Ly nghĩ là vẫn phải dùng thêm với cả kem che khuyết điểm thì mới có thể che được mụn. Còn với vòng quần mắt của Ly cũng nghĩ là vẫn phải cần thêm che khuyết điểm nữa. Thì nói chung hiện tại cho đến thời điểm này thì Ly thấy bạn này ổn, mình có thể chấp nhận được với cái giá này. Bây giờ thì đã là 11:53 rồi và đây là lớp nền của Ly sau khi đã đánh xong. Thì chúng mình nhìn cận cảnh với nhau nhé. Và bây giờ thì chúng ta đã làm 11:56 và với lớp này hiện tại của Ly thì Ly thấy cho điểm ok. Ly nghĩ là mọi người hoàn toàn có thể consider bạn này được, mà tuy nhiên để xem cả ngày chúng mình ngày hôm nay thế nào nhá. Và Ly sẽ quay lại với mọi người sau với hoạt động ngày hôm nay của Ly. Ly cũng sẽ cố gắng đi ra ngoài đường và đeo khẩu trang một chút để xem là biện liệu bạn này có bị transfer qua khẩu trang hay không. Mặc dù là trong hứa hẹn của sản phẩm thì không hề nói đến việc là sẽ không bị transfer. Thế nên là chúng mình cứ thử thôi, chúng mình thử hết tất cả những cái khả năng của chúng mình để xem cái độ bám của sản phẩm này lên trên da của mình như thế nào. Và yeah, chúng mình sẽ quay lại với nhau sau nhé. Bye bye. Anyway, thì đây là lớp nền của Ly. Sau khi mà chúng mình đã vừa quay xong thì bây giờ là gần 12 giờ, hơn 12 giờ một chút. Thì đây là lớp nền ha, mọi người nhìn đi. Trông cũng được đúng không? Trông ổn và áp phết đấy chứ. Được. Nói chung là nhìn chung sofa thì Ly hiện tại Ly khá là ok với lớp nền này và Ly nghĩ là bạn này ổn đấy. Mà tuy nhiên là chúng mình còn vẫn phải chờ qua ngày để xem sao, tại vì có rất là nhiều lớp nền mà kiểu lúc đầu rất ổn xong rồi sau đấy lại học, thì chúng mình qua kinh nghiệm xem thêm try của Ly cũng đã biết rồi đúng không? Thế nên chúng mình cứ phải thử xem nhé. Hay cho mọi người xem cái phần mũi này. Đấy, nói chung là đây là lớp nền của chúng ta. Bây giờ thì chúng mình sẽ ngồi làm việc một chút và ăn trưa, và xong rồi chiều nay sẽ phải đi một số công việc cùng với cả anh Dũng và sẽ đeo khẩu trang các thứ này nọ. Hai con kia đang ngồi chờ Ly kìa. Bây giờ thì đã là 14:02 rồi và đây lớp nền. Lớp nền ổn không em? Em thấy ổn. Ổn đúng không? Được phết. Giờ thì đã là 3:49 rồi, thì lúc nãy Ly còn đeo khẩu trang và nói chuyện với anh Dũng các thứ, thế nên là nó cũng có dây ra cũng vừa phải, dây vừa vừa. Ở đây là lớp nền. Lớp nền. Ok. Như thế nào nhá. Bây giờ là 8:15, bọn mình vừa mới đi về, vừa đi bộ cất xe về. Và đây là cái khẩu trang của Ly ha. Đây cho mọi người nhìn. Đây là chiếc khẩu trang của Ly. Cũng dây khá khá ha. Thì mình sẽ cần phải
remove cái lớp makeup này một chút để mình còn quay một cái đoạn video hay nên là đây cho mọi người xem sau khoảng 8 tiếng ở trên da mặt của mình. Nó cũng lem đi khá nhiều rồi tại vì nó chạm vào cái khẩu trang của mình á. Đấy, mọi người nhìn thấy cái rõ cái vai khẩu trang đúng không? Thì hôm trước Ly có được một bạn followers có suggest, có gợi ý là Ly sẽ dùng giấy thấm dầu để thấm xem là cái lượng dầu trên da mặt của mình như thế nào. Nhưng mà lâu lắm rồi Ly chưa dùng thẻ thấm dầu mọi người ạ. Thế nên là Ly nghĩ là Ly sẽ lấy giấy ăn đi. Da cũng khá là nhiều đúng không? Nói chung là đây là da cả phấn nữa chứ không phải chỉ dầu không. Thì nhìn chung Ly thấy là phần mũi thì nó cũng bong gần hết rồi. Nhưng mà các phần còn lại thì khá là ok. Thì thấy có vẻ như là Lemonade cũng đã rút được kinh nghiệm này khá là nhiều từ cái bạn cushion rồi. Thế nên là Linh nghĩ là bạn này ổn đấy. Mỗi tội nó vẫn hơi nhìn thấy những cái phần phấn trên da mặt của mình đây này. Sau một ngày cũng dài dài đi đeo khẩu trang khá là nhiều khi ra ngoài đường, đi bộ ngoài trời nóng ở công trường các thứ đây, chắc là tầm khoảng 70% 60% gì đấy thì cũng ok, không phải nỗi mọi người phục vấn thêm là ổn. Thì với kinh nghiệm của Ly review rất là nhiều cushion với cả foundation thì Ly nghĩ bạn này ổn. 459.000 cho cả primer lẫn là foundation. Nhưng mà tuy nhiên là Ly nghĩ là giá mà cái foundation nó là kiểu 30ml và cái primer là 15ml thì nó sẽ hợp lý hơn. Chứ nếu mà cả hai cái cùng 15ml thì hơi ít một chút cho những bạn nào mà kiểu makeup thường xuyên hàng ngày. Tại vì makeup thường xuyên hàng ngày ấy, 15ml mọi người dùng rất nhanh, nó chỉ kiểu gấp đôi một miếng cushion thôi ấy. Thế nên là mọi người tham khảo nhé. Và đó chính là review của Ly về bạn này. Nhưng mà tuy nhiên là với bạn này thì Linh nghĩ là các bạn da khô không nên dùng đâu, tại vì nó vẫn khá là kiềm dầu một chút. Đấy, và hơi điểm hạn chế một chút đấy chính là nó không có màu tối cho các bạn da tối. Thế nên là mọi người sẽ hơi bị gọi là sao nhỉ, gọi là buồn một chút về phần này. Còn lại thì Ly không có gì khác để chê cả. Và đó chính là video của Ly ngày hôm nay. Thế thôi, chúng mình sẽ quay lại với nhau sau nhé. Bye bye mọi người. Mua.